Xin chào, lại là anh Thi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Mr. Zero. Ronaldo dẫn đầu danh sách top cầu thủ ghi hat-trick nhiều nhất. Trong những cầu thủ vẫn còn thi đấu, Ronaldo dẫn đầu về thành tích ghi hat-trick với 55 trận. Ronaldo lập hat-trick thứ 55 trong sự nghiệp khi góp công mang về chiến thắng 6-0 trước Lithuania tại vòng loại Euro 2020. Vị trí thứ hai thuộc về Messi của câu lạc bộ Barca và tuyển Argentina. Cùng Mr. Zero khám phá những top cầu thủ ghi hat-trick nhiều nhất lịch sử bóng đá nhé. Mọi người đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Mr. Zero nha. Và cũng đừng quên nhấn chuông thông báo bên cạnh để nhận những clip mới nhất từ Mr. Zero. Xin chào và hẹn gặp lại. Sau hơn 7 năm, Ibrahimovic lại được hít thở bầu không khí Serie A, giải đấu mà anh từng làm mưa làm gió trong nhiều năm trước, với sứ mệnh làng hồi sinh ông lớn đang sa sút AC Milan. Tuy chưa biết anh có làm được như mình nói hay không, nhưng trước mắt Ibra đang bị hố nặng. Zlatan Ibrahimovic được kỳ vọng sẽ là đối trọng với Cristiano Ronaldo tại Serie A, và bản thân anh cũng chưa bao giờ coi trọng đồng nghiệp người Bồ Đào Nha. Sau màn ra mắt trong trận giao hữu với Rodense ngày 4 tháng 1 năm 2020, khi được hỏi rằng liệu anh đã sẵn sàng cạnh tranh với cầu thủ hay nhất thế giới đang chơi bóng ở Italia hay chưa, tiền đạo 38 tuổi này phản ứng bằng một câu cà khịa: Messi tới Italia từ khi nào thế nhỉ? Ronaldo không cần phải lên tiếng mà đáp trả lại bằng một cách hiệu quả hơn nhiều, đó là những bàn thắng trên sân. Tuy có màn khởi đầu mùa giải không thực sự ấn tượng, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, Cristiano Ronaldo dường như đã tìm lại được bản năng săn bàn thiên phú. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã nổ súng ở 5 vòng đấu gần nhất, trong đó đáng chú ý nhất là cú hat-trick vào lưới Cagliari hôm 6 tháng 1, một lần nữa khẳng định giá trị của Ronaldo khi có nhiều quan điểm cho rằng anh sẽ tụt lại trong cuộc đua danh vọng với Lionel Messi. Ở tuổi 35, CR7 vẫn cho thấy phong độ và khát khao ghi bàn khủng khiếp. Anh di chuyển, đi bóng và dứt điểm như bản thân vẫn đang ở độ tuổi đôi mươi và xóa tan tất cả mọi chỉ trích. Trong trận đấu với Cagliari, siêu sao người Bồ đã lập một hat-trick và góp thêm một pha kiến tạo giúp Juventus giành chiến thắng 4-0 để đua tranh quyết liệt ngai vàng Serie A với Inter Milan. Như vậy, khi mùa bóng châu Âu đi qua được nửa chặng đường, CR7 cuối cùng đã vươn lên vị trí thứ 3 trong danh sách vua phá lưới tại Serie A, đồng thời đã bắt kịp thành tích ghi bàn với đại kình địch Lionel Messi. Sống lại cơ hội cạnh tranh danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu khi cả hai cùng ghi được 13 bàn thắng tại giải vô địch quốc gia mà họ tham dự. Ronaldo lúc này vẫn còn kém người dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở Serie A là Ciro Immobile của Lazio 6 bàn và người thứ hai là Romelu Lukaku của Inter Milan 1 bàn. Cú hat-trick vào lưới Cagliari cũng giúp Ronaldo thiết lập nhiều kỷ lục mới trong sự nghiệp. Cụ thể, cầu thủ người Bồ đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong 18 mùa liên tiếp, tính riêng trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu từ 2003 đến 2020. Anh còn là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi hat-trick ở 4 giải đấu gồm La Liga, Premier League, Serie A và FIFA Club World Cup, đồng thời nâng tổng số cú hat-trick anh ghi được trong sự nghiệp lên con số 56, thành tích không một cầu thủ đương đại nào chạm đến, kể cả Messi. Theo thống kê, top 5 những cầu thủ có hat-trick nhiều nhất vẫn còn thi đấu gồm có Sergio Aguero với 17 hat-trick, 14 lần ghi 3 bàn thắng một trận, 2 lần ghi 4 bàn thắng một trận và 1 lần ghi 5 bàn thắng một trận. Anh cùng với huyền thoại Alan Shearer dẫn đầu về thành tích lập hat-trick ở Premier League khi có 11 trận ghi từ 3 bàn trở lên. Ngoài ra, Aguero có một hat-trick khi khoác áo Atletico Madrid tại La Liga. Lewandowski 21 hat-trick, số lần ghi 3 bàn thắng một trận là 18 lần, 4 bàn thắng một trận là 2 lần và 5 bàn thắng một trận là 1 lần. Tại Bundesliga, anh có 9 hat-trick cho Bayern Munich và 4 hat-trick trong màu áo Dortmund. Ngoài ra, chân sút người Ba Lan giữ kỷ lục cầu thủ dự bị ghi nhiều bàn nhất với 5 pha lập công ở trận gặp Wolfsburg mùa giải 2015-2016. Anh cũng là cầu thủ ghi 4 bàn trong trận bán kết Champions League. Luis Suarez 29 hat-trick, 20 lần ghi 3 bàn thắng một trận, 6 lần ghi 4 bàn thắng một trận, 1 lần ghi 5 bàn thắng một trận và 1 lần ghi 6 bàn thắng một trận. Suarez đã lập hat-trick khi thi đấu cho Ajax 9 lần, Liverpool 6 lần và Barca 12 lần. Ngoài ra, anh còn có 2 cú hat-trick cho đội tuyển quốc gia Uruguay. Lionel Messi 53 hat-trick, số lần ghi 3 bàn thắng một trận 47 lần, số lần ghi 4 bàn thắng một trận 5 lần và 1 lần ghi 5 bàn thắng một trận. Sau khi lập hat-trick ở trận gặp Celta Vigo mùa này, ngôi sao người Argentina đã có 35 trận ghi từ 3 bàn trở lên cho Barca tại La Liga. Ngoài ra, anh lập hat-trick ở Champions League, Cúp Nhà Vua và Siêu Cúp Tây Ban Nha lần lượt là 8, 3 và 1.
trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh cũng có 6 hat-trick. Ronaldo 56 hat-trick với 47 lần ghi 3 bàn thắng một trận, 7 lần ghi 4 bàn thắng một trận, 2 lần ghi 5 bàn thắng một trận. Tính ra, Ronaldo đã lập hat-trick tại 10 giải đấu khác nhau trong sự nghiệp lẫy lừng của mình: Serie A, Ngoại hạng Anh, La Liga, vòng loại World Cup, vòng loại Euro, Cúp nhà vua Tây Ban Nha, Club World Cup, vòng chung kết World Cup, UEFA Nations League, UEFA Champions League. Trong màu áo MU, Real Madrid và Juventus, CR7 đều có những trận đấu ghi từ 3 bàn trở lên. Anh cũng góp cho đội tuyển Bồ Đào Nha 8 cú hat-trick. Ronaldo sắp tròn 35 tuổi vào đầu tháng 2 tới, nhưng anh vẫn đang chứng minh thời gian không có nghĩa lý gì với mình. Ở độ tuổi đó, người ngoài hành tinh Ronaldo béo đã giải nghệ, Diego Maradona bị chôn vùi bởi việc sử dụng chất cấm tại World Cup 1994. Những chủ nhân đặc biệt của quả bóng vàng như Marco Van Basten hay Michel Platini cũng đều đã rút lui khỏi thế giới bóng đá. Song CR7 vẫn bước những bước vũ bão để vụt lên sau một năm 2019 thất bại. Không hiểu có phải những lời cà khịa của Ibrahimovic là động lực để Ronaldo thăng hoa mạnh mẽ trong trận đấu đầu tiên của thập kỷ mới hay không. Chỉ biết rằng với Ronaldo, thách thức chỉ khiến anh mạnh mẽ hơn mà thôi. Nói đến sự vùng lên mạnh mẽ của Ronaldo ngay từ những ngày đầu năm mới, hẳn các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện vào năm 2016, khi ấy Lionel Messi vừa nhận quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp sau một mùa giải ăn ba cùng Barca. Tỷ số bóng vàng khi ấy là 5-3 nghiêng về Messi. Khi đó, giới chuyên môn và một điều tin rằng Ronaldo đã không thể bắt kịp đại kình địch tuổi 31. Nhưng Ronaldo nói không, anh ghi 26 bàn trong phần còn lại của mùa giải để đưa Real vô địch Champions League, cộng thêm chức vô địch Euro 2016 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha để mang quả bóng vàng thứ 4 và sau đó là quả bóng vàng thứ 5 để san bằng thành tích với Messi trước khi một lần nữa bị đối thủ vượt lên vào năm ngoái. Câu chuyện của năm 2020 hoàn toàn có thể là hình ảnh phản chiếu của 4 năm trước đó. Chúng ta đều chẳng là gì với tính cách và tham vọng của Ronaldo cả. Anh không chấp nhận thua cuộc ở bất kỳ cuộc đua tranh cá nhân nào và cũng luôn khẳng định mình xứng đáng với quả bóng vàng. Dù những khác biệt về danh hiệu, tầm ảnh hưởng lẫn con số thống kê luôn quay lưng với CR7 từ Khanh về với lão phu nhân. Đơn giản là nếu chính Ronaldo không tự tin vào chính mình thì liệu sẽ có ai tự tin vào anh trong những cuộc đua tranh danh hiệu kia? Bạn nghĩ gì về thành tích mở đầu một năm mới của Ronaldo? Đừng ngần ngại cào phím để mọi người cùng biết. Chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi ở một bình luận phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.